Ok, xin chào anh em. Thì bên mình hôm nay sáng nay thì cũng dọn dẹp và test vệ sinh được một vài em, lên mã số giới thiệu cho các bạn luôn. Em đầu tiên thì là em mã số 2 đi, thì nó đến đều tất cả đều thương hiệu Trivea này. Model là Medica MD6101. Thì anh em có thể tham khảo bằng cách anh em check trực tiếp cái mã này, model này đấy, vào Google và bằng gõ thêm từ co.jp, đấy là của Nhật đấy, thì sẽ ra cái trang chủ của hãng và các cái trang thương mại điện tử bán sản phẩm này. Thì trung bình hãng bán khoảng tầm 25.000 hoặc 28.000 yên, khoảng tầm hơn 5 triệu tiền Việt anh em nhé. Hiện tại mình đang lên được 3 mã, giới thiệu từng mã luôn cho anh em. Đây, em mã số 2 MD6101 này. Thì tất cả các ba em này thì em đều bán đầu giá là 1.500.000, đã bao gồm cục đuổi nguồn cho anh em nhé. Cái cục đuổi nguồn của bên em là cục đuổi nguồn đóng ngoài, anh em cứ cắm trực tiếp vào ổ điện thôi, em không cần phải gắn bên trong là xong, rất nhỏ gọn vì công suất lần nào chỉ có 20W thôi, nên là rất là tiện lợi. 40W anh em nhé, 40W. Thì về tổng quan thì tất cả kích thước chiều ngang nó tầm 47cm, chiều cao tầm 35 và chiều sâu tầm 30, cơ nặng tầm 5kg, rất là nhỏ gọn cho các bạn có thể mang đi mang lại, bia lên gác rất tiện tiện nhé. Đây, em số 2 quay qua cho các bạn xem hình thức một chút. Bên sườn thì nó hơi ngả màu theo thời gian, nhưng mà ngả màu đẹp, màu vàng nhạt anh em nhé, rất là, nếu mà đều nhìn xa trông còn đẹp hơn là màu trắng tinh. Năm cân đi, em một tay bị nhách được mà. Đấy, nhỏ nhỏ gọn thôi, sử dụng rất là êm. Đấy, tiếp là em số 4 thì model nó khác là Mediaca Pro MD6104. Đấy, các bạn cứ vào trang chủ các bạn check thôi. Đây, cái này nó hơi bị lướt cho vận chuyển này. Con này được cái thì sườn chiếc này đẹp, không bị ngả màu, nhưng mà vận chuyển hơi bị chỗ này một chút, đấy, nó hơi tì vết một chút các bạn nhé. Em mã số 5 thì cũng là model 6101 giống em mã số 2 các bạn nhé. Con này sườn chiếc thì còn tương đối, không bị móc mép chỗ nào. Em số 5 và em số 2 thì mã hoàn toàn giống nhau. Thì mình hướng bạn cách sử dụng thôi. Thì về cái tư thế để thì các bạn có 3 cái tư thế để. Một và để đứng thế này. Các bạn muốn bóp toàn chân thì bạn cho gót vào sâu ở đây và mũi chân ở phía này. Đấy. Thì mày sẽ bóp toàn bộ. Nếu bạn muốn bóp, chỉ muốn bóp chân thôi thì bạn tiến nuôi cái bàn chân của bạn lên phía ngoài. Đấy, để cái bắp chân được hai cái đây, hai cái miếng bóp này nó kẹp vào. Để kẹp bắp. Và các bạn có để lắm này. Các bạn nằm ở giường hay các bạn nằm ở ghế, các bạn để bạn tay bạn bóp được anh em nhé. Còn ba tư thế bóp. Thoải mái cho anh em. Đấy, cách thức sử dụng thì nó chỉ có ba thứ chính thôi. Đây, nút bật tắt này. Đây, nút chọn chế độ tùy chỉnh này, chế độ auto này, ấn này. Cái tiểu nó bóp thôi anh em nhé, đơn giản mà. Đấy, máy chạy rất là êm, một chu trình nó khoảng tầm 10-15 phút là tiểu nó sẽ hết, các bạn ấn lại tiếp một chu trình khác. Thì tất cả những hàng này thì đều là những hàng đã qua sử dụng thì thời loãng tương đối, nên là anh em màu sắc thì nó là hình thức tựa bình thường thôi, nó không được hoàn hảo, con nào cũng vậy thôi, nó đều hơi ngả màu một chút, nhưng mà máy thì sử dụng rất là êm ái, tiết kiệm điện và bóp rất là phê anh em nhé. Các bạn có thể ngồi trên ghế hoặc các bạn ngồi ghế thấp, các bạn cho chân vào đây đều được, rất tiện lợi thôi. Đấy, thì giá là 1.500.000, đã bao gồm đổi nguồn 220V. Đấy, phí ship thì trung bình thì lơi từ 5-60-70-80 anh em nhé, tùy lơi. Số điện thoại hệ của mình là 0979 665 264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.